Người đàn bà ác độc ngược đãi chú mèo để gây sự chú ý với cẩu rút. Người đàn bà này ra tay cực kỳ tàn nhẫn và độc ác với chú mèo của cô ta, chỉ vì cô ta muốn có được sự chú ý của người cô ta thích. Khi nghe thấy tiếng mèo kêu la, anh chàng này đã nhanh chóng ngay lập tức chạy lại. Thì người phụ nữ ác mà này giả vờ diễn xuất, cô ta còn dám bảo là mèo của cô ta bị té từ trên cây xuống nên đã bị thương. Người bạn trai của cô gái nhanh chóng cùng với người phụ nữ độc ác đem chú mèo tới bệnh viện. Lúc này cô gái nhìn xuống thì phát hiện ra chú mèo bị người khác đánh đập, chứ không phải là ngã từ trên cây như người phụ nữ kia nói. Lúc này người đàn bà xấu xa này còn giả vờ khóc lóc đáng thương để có thể dựa dẫm vào bạn trai của cô gái kia. Người đàn bà ác độc này còn đem chiếc hộp chứa chú mèo đem ra bên ngoài. Cô ta cầm chiếc hộp có chú mèo bên trong ném từ trên cao xuống dưới đất mà không hề cảm thấy ăn năn hay sợ gì cả. Lúc này thì cô gái và bạn trai của cô tìm kiếm chú mèo khắp nơi mà không tìm thấy. Lúc này người đàn bà ác ma này vỗ trong phòng, bà ta khóc lóc bảo là chú mèo đã bị tai nạn và đã không qua khỏi được. Người đàn bà độc ác này còn đổ thừa cho cô gái đã không trông coi chú mèo cẩn thận. Lúc này thì mọi người phát hiện ra những dụng cụ mà người đàn bà ác độc này sử dụng để hành hạ chú mèo, cái kết đáng đời dành cho người đàn bà xấu xa này vì cái tội dám hành hạ những loài động vật yếu thế.